mình hướng dẫn cho mình là bát ma loca nhé. Đây là rất áp đặt này, đây là nguồn cấp nước vào này. Dây trắng là dây cấp nước vào nhé, dây trắng có vòi gạt là dây cấp nước vào. Đây dây nước thải, dây thải về phải treo lên cách mặt máy hạ từ 40 phân, cách mặt máy treo ngang đường máy 40 phân. Đây là cái lắp đặt máy rửa bát ma loca. Ống này phải treo lên nhá, ống thải ống một này treo lên ngang lưng máy nhá. Còn ống này dây cấp nước, còn cắm điện để dây cắm điện 210 cắm thẳng vào tường nhé. Còn cách sử dụng thì mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng. Đấy. Thì đầu tiên này bật nguồn, đây rút nguồn. Bật nguồn này, mình bật nguồn nhá. Thì nó sẽ hiển thị tất đây tất cả các chương trình này, auto này, rửa nhanh này, rửa ly này. Nếu mà mình muốn rửa Loman, rửa chuẩn này, Eco này, rửa và xoong lỗ, tất cả các thời gian đây nó chỉ khác nhau về thời gian. Gia đình muốn rửa chương trình nào, ví dụ muốn rửa auto ấn vào auto là xong. Đấy, auto cho cái nút hơi tụt trong tí mình sẽ chỉnh lại cái nút này. Thì để ấn nó vào cái chương trình này cũng được, chỉ ấn vào một lúc là tự động nó chạy nhé. Đấy. Hoặc là ví dụ ấn chương trình khác thì phải tắt nguồn đi. Tắt nguồn đi này. Chọn chương trình khác sẽ tắt nguồn đi, bật nguồn lên. Thì gia đình sẽ chọn nút này chẳng hạn. Chọn nút này. Đấy. Tất cả đây tất cả các chương chạy một nút là chắc bị tụt vào trong. Thì bấm tự động nó sẽ chạy hết nhé. Còn trong máy thì là đây, hướng dẫn này. Cái đây chỗ này chỗ để viên rửa này, chỗ để nước bóng này. Đây chưa rửa chỗ đổ nước bóng này. Chỗ này là đổ muối này. Muối này là muối chuyên dụng của máy rửa bát nhá, chứ không phải muối ăn đâu nhá. Muối này là muối làm sạch. Đấy. Còn đây tay phun này rửa không được để đồ chạm giữ lại tay phun nữa, sửa rửa không sạch. Đây đây tay khay lọc rác này. Đó. Gia đình thường xuyên vệ sinh cái chỗ lọc rác này nhé. Nhấc đây. Vệ sinh. Và chặt lại. Còn cái ông đựng đũa. Thế thôi. Lắp vào xong ấn đóng cửa này và đóng cửa này phát là nó chạy. Đó, là sẽ tự động chạy. Bật nguồn, chọn chương trình là tự động chạy, không cần phải làm thêm động tác nào nữa.